không được hồng cả. Mưa thì gãi. Gọi con cháu đấy cô ạ. Gọi con cháu. Đang bao lớn đâu? Lúc nãy vào trượt. Ui giời, khổ báo lắm nhỉ. Nhẹ cơm, cháu đang nhẹ cơm. Ông cứ để này cho mày đỡ chạy. Lớn chưa? Bây giờ mày đi đâu? Bây giờ cháu nó như thế, bây giờ mày đã bảo chị anh chị mày chưa? Bảo chưa thấy không? Không biết đâu. Mi bây giờ nó ngoan thì mà. Thế còn các cháu rồi bây giờ thế nào? Là lần đấy thì mày trả lời thế nào? Thế còn này? Cháu đi bây giờ ngoan thì có gì? Mày ngoan như cái này. Tóm lại là ngoan. Tóm lại này. Suốt ngày thì bóc hút salon này. Thế bây giờ mày ơi, ngồi mày ơi, mày bảo. Thế bây giờ đi. Bây giờ mày có thay đổi không? Mày thay đổi chứ không cờ bạc, không nô đề, nhưng cái này mày vẫn đi. Bây giờ mày tin thế nào? Không dành được. Bây giờ tao không cho mày dành. Một là bây giờ đi. Các cụ cho tôi một con đá. Bây giờ cháu bảo cụ này. Không. Bây giờ là cụ cứ cho một thằng cu là cháu bỏ hết. Thế nhưng mà bây giờ mày đẻ ba con rể bị rồi. Ba bốn con vịt chồng. Thế nhưng mà bây giờ đây mày cứ đi ngủ với gái liên tục thế này thì lấy sức đâu mà đẻ hả cháu? Ông làm thắt là lại thôi. Trở đây đấy, giờ tháng này cháu đi chơi đâu. Ôi giời, có hết ngày tháng mà chạy chơi đi. Mày làm tao chả xem. Làm lúc à. Lúc cái gì mà lúc? Ôi cái này thì cháu đúng, cò bạc lô đề là mày đó. Bạn bè mày là mày cha xa lấy. Nhưng mà mỗi cái gái mà mày chưa bỏ nha. Bây giờ mày nhìn lên một cái ai đem cho hôm con này. Mày đi chợ cả đêm, mày à mày chết rồi, bố mày chết rồi. Con nhà mày bé mở hắn ra được 2-3 tháng. Giờ chơi cụ cả đêm, cụ phải hiện đi hết thành người. Cụ phải cầm bình sữa. Mày nói với cháu thôi mỏi. Nhầm vào đây. Mày lấy nước cho cụ uống nhỉ, cụ khát nước. À lấy à? À, bố cụ nhá. Ờ, húc cũng được. Nhà bao nhiêu bạn đâu? Bạn lấy nước cho cụ. À kia tí vào đây mình chết rồi. Cũng bị anh đẻ rồi. Cả mày cũng đánh nha. Cháu bảo cụ ở đây, nhà cháu ở năm nay đẻ đây. Cụ cho nhà cháu cái thằng cu cho nó khỏe mạnh. Đấy nhưng mà bây giờ mày phải bỏ tay ra. Mày mà không bỏ tay ra, tao đặt cho vô cái giày nha. Cứ năm nay phục vụ sang đây là cho thằng cụ ngạo là cháu bỏ được mà. Mày bỏ 100 cái cho bỏ 99 cái rồi còn ngày yêu. Đúng rồi, đúng rồi. Ê bảo các cụ có biết đâu ngày nó chơi mấy lần đấy. Đấy, cháu đang nhờ. Ôi, tao phải khoe chứ tao giấu làm gì. Cháu phải đi ngủ với gái tao phải kể chứ. Nó đang bán hàng với vợ rồi, chợ đêm với này. Nó tranh thủ. Thôi mà bữa đang mua bán để ý hàng cho nó, tôi chạy về con nó ở nhà. Con nó đêm hôm nó ở nhà, vợ chồng nó chợ đêm suốt, anh em thì không ai trông non con cái cho. Con nó bé tí rồi teo, tôi về tôi hiện lên hình người, tôi đùn sữa vào cho cháu để cho nó bú. Trông họ suốt đêm suốt ngày, trông họ ba đứa con. Bây giờ đấy về nhà về cửa gì có ai trông, giúp con ở nhà trông đêm suốt đêm. Tôi trông cho, đêm hôm cứ về, bình sữa tôi cứ lăn nóc ở đấy về. Với chúng mày thì mày rửa đi, còn đi vẹn nó pha cho. Thế là coi đi. Cho mày đây, giờ các cụ làm cho đêm hôm trông nom ba đứa con suốt đêm thôi. Đấy, trông nom mày đi chợ đêm. Thế mà vừa óp tao bảo thôi con mày ngủ, tao chạy ra xem đất hàng không, chạy ra cái thế vợ mày bán hàng quay bước quay sau chả thấy đâu. Già cháu mình đã chui nhà nghỉ rồi.
không sai thì bỏ mấy năm nay rồi. Bỏ thôi, giống như cụ ấy thì năm nay là nhà cháu. Nha. Thế các ông các bà tính xem đất của nó không có sổ đỏ, bố mẹ nó chết không có sổ đỏ. Thằng này đây đi ê, ăn cơm ở nước về thì bố mẹ chết bẹ mất rồi. Thế là hối hận cả đời, sổ đỏ tôi về, khóc mếu mang lên phường nút lót 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu lên nút lót cho phường để nó làm cho sổ đỏ không được. Tôi phải lên tận phường tôi bảo mày cứ làm giấy tờ đi, hồ sơ mày đưa lên tao bảo tao ký cho. Tôi bảo tôi nhập cho người ta làm sổ đỏ cho thằng này trích lục. Thằng này khấn này, các cụ ơi, nó này lớn như mày, lúc đấy mày khấn tao là cụ ơi cụ làm cho con cả cái vườn thì bảo sổ đỏ hết. Mày này không khấn mày thì bảo là cụ ơi cụ bảo mỗi sổ đỏ cho con cái đất này thôi. Thế tôi bảo mỗi đất. Thế đến bây giờ đây cái ao chưa vào được nó lại cách tôi là nó khấn à. Các cụ không vào lốt cho con. Đây bây giờ mày không mất đồng chó nào, bây giờ mày có sổ đỏ trong tay thì mày vay mượn tao mới mua ô tô cho mày chạy hàng đêm. Thế mà bây giờ mày dám trách tao? Cháu không trong tranh cụ bao giờ. Cháu mày trách là cụ không làm lốt cho con cái sổ đỏ là sao? Đấy là cháu thì nhờ cụ làm lốt thì trách gì cụ. Bây giờ thì tao nghe tiếng trách cháu. Ôi cảm ơn cụ chẳng hết trách gì. Đấy trước đây các cụ không biết lạc lô chơi bời đàn đúng. Bạn bè mày cỡ phải làm sao được. Mày định chui qua đầu cụ diệt xuống cái này không chui được lên đâu. Mày đến nào đấy là một cái thứ hai. Còn mỗi gái rồi. Có bác bỏ rồi. Gái bỏ rồi. Đây thằng bạn mày đâu? Chưa vào cụ. Có ai chết con này sao? Ta bảo bạn nó vào nó còn tóm tôi đánh nốt cơ mà. Mày thấy rồi. Nhanh đi. Thằng này chơi gái ác lắm. Một ngày nó chơi đến 20 gái được. Quen rồi người ta biết chứ. Thằng này còn mốt đi gái thôi. Còn to bạc đi. Lơ đè tù tội. Thôi hết rồi. Công nhận là cái đấy là ngoan. Còn ngoan rồi. Từ băng đảng thơ đen trở về thành nhà người rồi. Người đấy chả. Thấy chưa? Nó lại đéo từ gái, nó lại ví dụ nó lấy cụ với con nào nó sinh con đẻ cái cho tôi thì ví dụ tôi không tin. Nhưng mà nó lại cặp bò. Nó cứ ra ngoài nó làm ép cái xong rồi đi trả lên được bao nhiêu tiền. Ép cái lại chơi. Xong vừa mới, nhưng mà bố mới vừa chơi gái xong rồi ra này ngồi mới vào chứ nó lại ép cái này đạt thì trả được. Một đêm không biết đồng cái gì hay. Cháu ơi cụ ơi, cháu hỏi cụ ơi, mấy việc thì không nói chuyện này nữa. Mày cứ bỏ cái đấy thì cũng được. Vâng, cháu bỏ. Mày hứa mấy cụ ở trên bàn thờ bao lần? Ui dồi ôi. Tao đấm một phát cho mày cái như ngày xưa mày đi đánh nhau. Ôi, xin bỏ rất nhiều. Tao nói cho mày biết. Nhà cửa tao cho mày, đất đai ở bốn ngày. Bây giờ con gái mày của cái cũng phục hộ cho, tiền tài cũng cho, mê vợ đẹp. Mày nhìn thấy có đứa nào vợ đẹp? Mày nhìn thấy các chị dâu mà có đứa nào đẹp không hả? Mà có đứa nào nó ngoan được vợ? Mày đi như chơi bời như thế nhưng mà nó chưa bao giờ nó dám động như này. Thế mày không biết đấy là đâu, bây giờ nó đẻ cho mày ba con vịt trời. Bây giờ mày không nghe lời thì cứ vịt trời ra đời liên tục nha. Rồi, bắt đầu nghe rồi. Nghe rồi à? Thế anh mày ung thư, hỏng hết đường máu. Bác sĩ Bạch Mai người ta chuẩn đoán khoa huyết học, người ta nói là ung thư hồng cầu máu, không có, ê, sống được. Anh chị mày không có tiền. Cụ lập tức cụ vào viện, cụ làm cho hết ung thư luôn. Cái đấy mày cũng biết. Cháu biết mà. Cháu mày đi băng đảng xã hội đen phá thai các thứ cụ đều biết hết nha. Cháu mày chơi bời nợ lần, anh chị mày phải trả nợ cho mấy trăm triệu cụ đều biết hết nha. Thế bản thân mày cụ cứu từ cũng bùn cho mày sống chứ nha. Mà mày bây giờ mày không nghe lời. Thế mày không nghe lời mày có muốn là đặt lại tai nạn ô tô không? Không, cháu yêu cụ nhất nhà thì lại tai nạn thì... Yêu cụ nhất nhà nhưng mà bây giờ cụ hỏi mày, mày có bỏ gái không? Có, bỏ. Bà mày điện cho bà mày đừng bảo. Thôi cái này cháu thì đâu không bảo được mà. Hôm nay là... Mày sợ nó, mẹ con nó bỏ mày. Không, cháu bây giờ cháu biết cháu sai rồi. Bây giờ là... Sai thì được chưa? Nhớ chưa? Thế ngày xưa thế tao hỏi mày, cái lúc mày đi đánh người ta mày có đau không?
Thế bây giờ cụ đánh mày thì mày xem thưởng thức cái mày đánh người ta như thế nào thì cụ đánh. Không, cháu biết cháu sai. Cũng là đánh này mày đấm, bây giờ cụ cắt. Thế bây giờ cháu mày làm sao mà dán đi tóc thế này? À, còn trông như là màu gà nữa thế này. Tắm. Tắm trong thành nó rắn này à? Okay. Đấy là một cái thứ hai. Bây giờ mày có muốn hay là mày đặt ba đứa con này không cụ nuôi đây? Ôi, rồi chăm sự giống như các cụ, bây giờ cháu nghe cụ. Thế mày ngẫm đi, mày giúp con mày ở nhà. Ai lo cho con mày từ lúc bé tí? Ai lo cho mày nhà cao cửa rộng? Mày sợ gì tay cụ đây? Thế bây giờ con phải nhẹ đi. Chợ đêm vất vả, buôn bán vất vả, ngược xuôi khổ sở. Bây giờ đây hết lòng, cụ hết lòng vì con ở trong. Bố mẹ con mất sớm rồi, mồ mả các cụ còn mất còn chưa tìm thấy, con nhớ chưa? Mà trong cái đó cụ cũng không oán trách gì anh em chung mày. Mà trong cái đó cụ vẫn để đó cho con cái mà, con nhớ chưa? Vợ chồng mày đi chợ đêm hôm, thế bây giờ mày mới có tiền, chứ không ở đâu ra tiền. Thế không đầu cho vợ chồng mày ở đâu ra? Chợ đêm chợ hôm, con cái học hành, kèm cặp cho cháu. Trong cái đó về đi, đêm hôm, ê, vất vả, kiếm từ đồng tiền bắt đầu. Con mà được lái bao nhiêu mà mày đi ra? Mà bây giờ đây con phải giữ gì cho khỏe? Mày chơi lắm ấy, bây giờ rồi hỏng tủy như thế này. Nhớ chưa? Tháng này không đi đâu là... Ôi giời. Em mày đưa đi điện đây tao điện cho cái con mày mới ngủ đưa đây. Ôi giờ cứ đưa đây nè bấm được hết. Ôi giờ cháu xin cô bây giờ cháu nhặt lên trên này. Đây giờ chưa hẳn chưa? Cháu chưa. Cho cháu ngồi nhá, đâu đâu. Mày ngồi ở đâu đấy? Thế lúc ngày xưa mày đây bắt nạt người ta mày cũng bảo người ta quỳ thế thì bây giờ mày quỳ đi. Ngoan rồi. Ngoan à, thế bây giờ biết thừa à, chưa con? Cháu thừa rồi. Đấy à. Ngoan ngoan thì tao bày mưu tính kế cho. Vâng, vâng ạ, đúng rồi. Bây giờ vợ mày đấy, nó còn đấy, vẫn còn thương mày, nó còn ham để à. Chứ ở Hà Nội tao nói mày biết nhiều gái nó không thèm đẻ đâu, có phải các cô? Nó đẻ làm gì? Rồi đẻ lại giống em, con trai thì giống bố như thế này thì nó chết. Bây giờ cháu ngoan rồi, cũng như cũ. Bây giờ đây, không đi gái nữa, để lấy đây, sức. Bây giờ đây, bây giờ mày ấy, thứ nhất đi gái nhiều nó ấy, hỏng hết rồi. Bây giờ đây, tích lũy lại, thì bây giờ đây, phải về ăn. Thứ nhất, hầu là một, hải sản là hai, ê, các cua, ốc, ếch là ba, nhớ chưa? Thịt bò, thịt chó, mà ăn được thì ăn. Thì cái đấy nó mới tăng cái sức đề kháng lên. Chứ không phải là mày khỏe là ngày nào mày đi mày phét người ta đến 10 cái. Đấy là khỏe đâu. Nó khỏe là nó khỏe cái con vi rút đi kìa. Để nó ra được cái này này. Ôi, chăm sự hiểu chưa? Các cụ chứ khỏe mà nó đấy co tròn như quả trứng trâu ấy thì khỏe làm cái gì? Ôi, cháu mới nhờ cụ ấy. Khỏe để nó ra được có chữ ấy. Bác sĩ người ta gọi là cái cộng đấy. Hiểu chưa? Nó không phải là cái o. Hiểu chưa? Thì mới có tương lai có con trai. Sau đó là kiêng khem đi. Thì là ăn uống kiêng khem còn đi. Đẻ được con trai cái thì mỗi ngày vợ mày nấu cho độ 3 đến 5 ngày một tuần. Ăn độ 4 tuần thì là cái kia nó liệt hẳn. Con trai nó cho liệt hẳn. Chứ sợ mày lắm. Mà sao anh mày, các anh mày, các cháu tao có ai giống mày đâu mà sao mày khiếp thế này hả cháu? Mày biết được giống ai nữa. Úi dồi ôi. Mày là cái giống ông dê cụ. Thôi cháu biết là cái gì. Nhưng mà dê cụ nhưng mà cái loại này mà nó gặp. Ui mày ôi gặp con này chắc 3 ngày con này để đời. Ôi lại quá một con cá nắm đi nhau. Ôi cụ ạ, bây giờ cháu lên trên này gặp các cụ như hỏi. Bây giờ tao nói thứ nhất là giữ gìn sức khỏe. Thứ hai nếu vợ mày biết ra tan cửa lát nhà có phải các cụ. Cái thứ ba là thông gia thông giáo bố mẹ vợ anh em nhà vợ nó biết mày đi quan hệ tình dục ngoài. Ai cho mày ngồi? Thế nên là bây giờ đây về nhà về cửa thì nè, người ta biết ra thì còn hạnh phúc không có phải các cụ. Thế rồi tan cửa lát nhà hay là mày có quan hệ tình dục, cứ cho là mày ê, đi bao đi. Mày đi bao đi rồi nhưng vô tình một cái thôi mày sai
IV mày để lại hậu quả cho vợ con này. Cháu biết tôi sai rồi đấy, cụ đấy lâu lâu tháng tháng này cháu đi rồi. Ôi giời ơi, ai tin mày? Đấy, cụ ở nhà cũng biết. Ai tin mày? Ai tin mày? Ngày mày còn ngủ đến sáng thế, trước khi mày bị bán hàng, vợ chiều vợ một cái, sáng chơi một cái, rồi đêm một cái, còn đi ra ngoài, còn chưa hiển thị. Cái này người ta gọi là bệnh hoạn thì tốt nhất là cháu phải uống cái thuốc gì cho nó. Tao đợt này mà có thằng cu rồi là tao cho mày liệt hẳn luôn. Có thằng cu cháu nghe cu 100% luôn. Ừ, nhưng mà đã đẻ đâu mà cu với kia. Thế thì cháu mới như cu. Mày cứ đi gái thì không thể ra cu đi nữa, bây giờ đang kiêng rồi. Ăn cái đầu kia vào cho cụ. Sau đó bảo vợ mày thả ê đặt đi. Ngày giờ giấc khoảng tầm 1-2 giờ đêm như đi chợ rồi. Ờ làm đi. Đi chợ. Rồi tính đi giờ khác đi. Thế thì 7 giờ sáng. Đấy rồi lầm. Nằm đây thì cho hai con đi học một con bé con về để gửi hàng xóm. Nhớ chưa? Đi học tất rồi. Ờ cho nó làm mẫu giáo. Trông nom nó xong rồi đấy tầm 7 giờ về mà ngủ. Nhớ chưa? Tầm 7 giờ hơn, 7 giờ kém không được đâu. Đấy, tóm lại. Thì này đây, ăn cái đầu vào. Còn không phải là mày khỏe là ngày nào mày quan hệ đến 10 lần, 20 lần mà mày là có con trai. Mà cái kia là nó phải ăn cái kia cho nó thiếu cái chất để cho nó mới có con trai được. Còn không này đây, tại mày không phải tại cháu dâu đâu. Nhớ chưa? Mà ngoan ngoãn trông non mồm mả các cụ. Đấy, đấy, cụ thấy đây, cháu đây. Cụ thấy cháu cứ mồm mả với các cụ để cháu. Thế cái hôm mà bây giờ, cái hôm tay lạng, vụ tay lạng hay vào nói chuyện nhà người ta, hai bên gia đình nhà người ta thế nào rồi? Người ta cũng giải quyết tình cảm hết mà. Thế bên tòa án, bên công an hôm ấy nó lấy phạt bao nhiêu? Cái đấy cháu cũng hỏi xin hơn nhưng mà giải quyết tình cảm hết, cháu mất được hơn trăm. Chắc phải 130. Vâng, đấy tầm 130. 130, 150 thì đây cả công tầm an. 130, còn công an nữa ta chưa tính. Tính ở công an là tầm 150, 160 chị bạn. Thế còn đấy hôm đấy tao ra đấy là may tao còn để cho nó sống. Còn nhớ chưa? Hôm đấy tao mà không cho nó ra sống. Chúng tao bảo thôi ấy, bây giờ vợ chồng nó khó khăn quá bây giờ. Dính dáng mà đi tù là hết đời. Thế nên là các cụ ấy, ra đây các cụ phải vào bệnh viện ngay. Lúc đấy là tao thấy mày với cả ấy. Các ấy, anh em chạy vào còn chị. Mà anh chị mày ngu như chó, con mình đánh người ta. Con nhớ chưa? Đấy, cháu nói trong cái đó là đánh người ta mà bây giờ lại còn ấy. Vết cái mặt là tao dí đầu thêm vào, tao phải ấy. Thì mẹ mày không vào công an ập đến bắt ngay. Bởi vì là chính sai là con cháu nhà mình. Đi chứ nói, không phải là sai không cháu ta. Nói bảo đấy bây giờ nhà mình sai thì ra viện thăm người ta không có nhiều có ít đưa người ta 10 triệu gọi là vé thì mình kiếm trước mắt thôi cái tình cảm sau rồi mình ấy sau nó mãi nghe cháu đi đấy nó đi ngay từ đầu không bao giờ bị lên mất cái số tiền lớn như thế. Đúng rồi. Mà đi ngay từ đầu thì không bị dính dáng công an cháu nói thì nếu mẹ bố này kêu là tao dí đầu mày đi thì mẹ nó có khi là bởi vì mình tin làm sao được con mình gọi điện về là nói con chứ mẹ mình ấy người ta lại cứ đổ cho người ta. Trong khi đó là người ta không có liên quan gì đến mình, con nhớ chưa? Mình đâm người ta, con nhớ chưa? Đâm người ta, mình là người đâm người ta chứ có người ta có đâm mình đâu. Thế mà cứ nghe các con, thế là cuối cùng hôm đấy tao thấy mày vào. Mày vào mày giải quyết đi, là thăm người ta bảo thôi được rồi, cái này cứ để giải quyết gia đình. Anh chị mày còn gất cổ lên à? Không vào. Sao mà thằng Huy thì trốn mất. Trốn mất con mẹ luôn. Thế là các cụ vào, thế là bác sĩ lúc đấy đang cấp cứu. Thế các cụ bảo thôi cho nó sống, bây giờ nếu nó chết còn liên quan nhiều người. Ý tưởng chết thì các cụ may có các cụ sao sống. Lại tưởng chết mà nó đã về oxy đã phải thở bình oxy rồi mà cái dây đường dây cái mạch này nó đã tụt xuống rồi nha. Mà tưởng chết thì các cụ không cứu vì nhà đây mày ra tận mộ tao mày bảo cụ ơi bây giờ cụ phải cứu gia đình nhà mình bây giờ con đã đi tù rồi. Con đã chơi và hư hỏng rồi. Bây giờ con đã thay đầu tên lính rồi. Bây giờ cháu nó như thế thì ê, thế nào ta cười cho. Cụ cứu đến người ta sống. Đấy mày khấn đi cái tao ra. Tao về bệnh viện trong công công này. Đấy, đấy mày thấy các cụ ấy xịn chưa? Bây giờ cháu lên trên này đấy là nhờ cụ vài việc. Đấy, ít nhất là cụ ấy. Thế này cháu nói là sao được? Thả tí. Vâng, thế cháu lên nhờ các cụ là năm nay là cho sang năm cho bảo đây ăn uống đi xong rồi từ gần cuối năm thì cụ sẽ cho chữa. Cháu nó bảo nó tháo vòng rồi. Nó tháo vòng rồi à? Vâng. Ừ, nó tháo vòng thì phải ăn uống đi, đi kiêng khem đi. Mà bảo vợ mày mua lấy cái ít mẫu nước mà uống cho nó đổi máu. Để cái ít mẫu nước mà đổi máu đi. Thì là đây để cho nó không ra vịt nữa. Còn mày đây đây, đây phải ăn cái đồ đấy vào thì sẽ có con trai.
không trứng vịt lộn không có đâu, mà cái dê gọi trứng hút không có đâu, rán không có đâu, mà phải ăn các cái loại ví dụ như là sò ốc hến, con nhớ chưa, cua, hoặc là đây ăn đồ biển, con nhớ chưa, đây thịt chó, thịt bò, thịt lợn không có ăn dai đâu. Thế nên là vì cái cơ thể của mày là nó ở trong ấy, cơ thể mày nó toàn bướm bướm thôi, thế nên nó khỏe, nhưng nó khỏe gọi là cái bệnh hoạn thôi. Đấy, còn giờ, cái kia thì nó toàn bướm bướm thôi cơ. Giờ cháu như hỏi cụ về việc nữa thì mày gọi thằng bạn mày vào đây thì tao tha. Ôi thọ ơi, thọ ơi, xanh trả chưa là đây cháu rồi, quỳ nuôi ra, quỳ nuôi ra, quỳ nuôi ra đây nó mới nền. Đây chỗ này nó rắn đây, cháu lên cho hỏi cụ là thằng ấy chạy bắt đầu rồi. Sợ cụ đánh không vào rồi. Cháu hỏi cụ là tháng 10 này anh em cùng cháu là muốn sang nhà cho mẹ cháu. Thì cháu lên cho hỏi. Tháng 10 không đẹp, tháng 11 nhà cho cháu ấy. Thì cháu nói thế. Thì cháu hỏi cụ là xin cho cụ là xin ngày xin giờ vào. Tôi nói không có bà, nếu không có chúng tôi nha. Là ma cho thằng này thay đổi tính nết thì tôi nói con cháu ông bà chưa biết chắc là con cháu ông bà cũng dính việc đấy luôn. Ôi buồn, buồn cháu ông bà. Thôi còn nữa đâu. Cái chuyện này có bị khó mà đâu. Cháu bảo mình không xa cái này cháu chơi cũng không để ý. Cho anh em cháu. Mày vào mày cũng cấu cấu gì chân cụ à? Dạ đúng. Sợ chân cụ ngoài cháu nắn. Không có mỏi gì cả. Thì anh em cháu muốn lại lên cháu tháng 10. Không, bà mẹ bảo các anh cháu là lên sang tháng 11 tháng 8. Đây anh cháu là anh cả đi xem vào là 21 này là lên. Thì cháu không yên tâm. Ngày 21 xấu lắm. Ngày 21 nó đều đúng, nó đúng rồi, ngày 21 là đẹp. Bởi vì đẹp với trần gian nó vào thứ 7 chủ nhật. Các em nhớ chưa? Nhưng nó không đẹp với cả người sống chúng ta. Còn chúng bay lên đừng nghĩ là 21 là ngày gì. Đấy, thì cháu... Ngày 21 chúng bay trần gian, chúng bay phải dễ dở lịch, chúng bay xem như cháu tóc phải trả lịch. Đấy nó mới là chủ nhật. Chị dâu cả chị đi xem thì cháu là cứ tin tưởng cụ là cháu cứ phải. Vâng, bảo nó không đừng làm thế. Sang tháng sau, chủ nhật tháng sau cũng được. Để là làm, cụ cho làm. Cụ cứ cho cháu cái ngày, cái giờ ấy. Cứ về bàn với nó thì hết. Không, phải bàn anh em chúng cháu là xong rồi, chỉ mỗi đợi giờ thôi và ngày thôi. Bây giờ thì cháu chiếu lên cho quận cụ để cháu xin phép ý kiến của cụ. Cho cái giờ bảo đẹp nào. Bảo đẹp là đẹp, ngày đẹp tháng tốt thì là ngày tốt tháng đẹp thì là để vào 8, 9 thì đẹp. Mùng 8, mùng 9 ấy, tháng sau ấy. Mùng 8, tháng sau ấy. Ừ, thì là nó thuận cho vợ chồng anh em buôn bán. Mà các cháu nó đỡ nghỉ ngợm. Chứ mà... bây giờ với con cái cháu chắc nhà tao chán lắm. Cháu chán, về cụ chán với các cháu này, các chắc này, chán lắm. Thôi có gì cụ cứ dạy bảo các cháu dần dần. Con mày thì còn mỗi cái thổ tá này thôi. Đấy, cháu còn mỗi thôi. Cụ bây giờ anh Thơm anh ý ương lắm, bây giờ cụ hay là cụ gọi điện cũng nói cho anh này không, không gì tâm đi cháu đi xem về cứ hay thế hay, sao mày không rủ anh đi đã không nói là không gì tâm rồi thì ai đi thế chỉ có thế mà khoan nó vận hạn thế mà nó không đi à, chỉ có cháu thì cháu mẹ bố này là nó vận hạn lên vận hạn xuống cháu mà là cụ thôi nhớ cái gì các cụ lô mày từ đâu cụ nô ra. Bây giờ cụ cứ gọi cháu điện thoại cho vì ông ý ương lắm. Cô nhớ số không? Không. Thế hôm nọ cụ làm cho gãy cái món mà cái răng chó vỡ đầu thì vỡ thế nào? Vỡ này cái hôm cái đầu vỡ rồi. Vỡ đây mà. Vỡ này mổ nó biết. Được rồi, đau lắm để cho nó bị. Đến cho chị Hương. Này có lâu ăn gì? Chị Hương. Ông tôi mà không chết, các cụ ông tôi mà không chạy ra thì ở trên trần các ông nó đi vào bán ma túy cho các ông, các con, các cháu, ông bà đời đời kiếp kiếp con cái ông bà chỉ có chết. Tóm thằng này từ vũng bùn nôi ra giờ ngoan rồi. Còn cái xăm chỗ này thì trông có thế thôi nhưng là ngoan rồi các cụ ạ. Ngoan rồi, giờ chỉ còn mỗi cái thỏ tá là sao không biết ai sinh ra nó để vào cái giờ nào nữa. Một ngày nó phải ngủ với gái thì chục hai chục ăn. Sao nó cũng ngủ trước đi. Thế bà là em mày trông to lại nó đánh cho nó 4 ngày thì chắc phải dụng giờ. Thôi, cầm mấy máy đi xe thôi. Làm thế thôi nào. Quậy ra, quậy ra, ăn đây, quậy ra.
đây là vợ cháu. Mày tha tiền cho vợ mày ký cả mách phạm luôn đi. Thôi vụ vậy điên thì hỏi bác Thơm thôi. Đưa cháu nói cho. Cháu gọi bảo là anh Thơm quên cái máy. Bảo là chạy xuống nhà đưa máy cho ông. Này, cô gọi đi, cô đấy, mà nói đi. Alo. Cô báo này, cái tình hình đấy tháo vòng như chưa? Cô báo này này, con mua cho thằng chó này ít da, ngay sò ông Thến ấy cho nó ăn. Xong rồi để đợt này đi cho nó ăn, nó khỏe thì nè, nó đây tích tụ vào được thì là từ giờ sang tháng sau cũng cho thụ thai. Vâng. Cho thằng con trai thế đi chợ đêm hôm có vất vả mệt không con mà. Thế thôi cố gắng con ạ, đi đà đây thì ba đứa con. Đây đà đây nhung con cháu cho cụ đi được cậu cho. Thế còn tắm rửa cho bố cho mẹ thì anh em cùng tập trung nào. Thế còn đi, thế còn đi nếu tiền nong cháu phải giữ nhá. Nhớ chưa, không được cho thằng mặt lồn cầm đồng nào nghe chưa. Chồng mày không đi chơi gái nữa rồi. Đi đâu? Không, nó thôi không chơi gái nữa rồi. Nông rồi, đến cái 2-3 năm nay nó không đi nữa rồi. Biết giờ cứ làm sợ thương. Ê, và cháu phải tự em ăn cũng bảo nhé. Chẳng có gì thân của em có thực tế hay không mà nó bảo để em hỏi cho em ăn. Hôm nay được cái cụ bảo này đồ. Để ở đây, cháu cứ đậu ăn uống cái đồ hải sản này chưa. Những em mới đồng. Sao bao giờ quan hệ vợ chồng và cái quần tranh của nó. Sẽ không có chồng, nó không quan hệ. Nếu chồng là lên cầu thế nào. Vẫn bên. Cũng bây giờ cho mày làm những thằng này cố gắng cho chú ra. Mà cháu phải nằm yên nhá. Nằm yên trong thằng này đâu, bố nó là bảo nó nằm mê đậu ấy, 15-20 phút nó xuống. Đúng mà cháu cũng khép chân vào nhưng ngay chứ đừng có dậy dậy là nói chỉ có bị giờ thôi. Nhớ chưa, mà nằm ngược đầu giường lại thì mới có con dai. Còn nằm như kiểu xuôi ghế cũ là không có đâu. Thế thôi nhá. Không có nhà, đi đóng hết hàng rồi. Ngồi yên đấy. Mày bấm cho ai đấy? Đi mẹ thằng Thọ đi, mày ra đây mày chết à? Thế còn thôi bây giờ tao mới bày đây. Đi, tao ra kia tao có việc. Cứ, con mày cứ gọi nốt cái này ra, đừng nào. Hãy đi hãy luôn. Gì... gọi chị Hương cái quan để cái ngày mùng 8 mùng 9 ý, bây giờ các anh thì không mê tín rồi. Các anh thì không làm thì cứ làm 21 đi, thứ bảy chủ nhật đi xem nó có không. Không, làm thế cho. Đấy, quán đi về đi về. Gọi các cụ rồi. Quán đi về đi. Con Hương nó không nghe. Đâu là cháu không nghe. Cháu chưa đi hết. Cũng cho cháu điện của cái bây giờ làm mộ bây giờ nó không đúng là cháu không có.
mà mày đi chợ mày đeo lắm như chân này để làm cái gì không biết khổ. Đeo cho nó các bạn là cháu ngoan rồi. Ôi giời, các ông không biết làm gì lắm. Ôi giời, ông này ông chơi hạng tạp hết. Già rồi trẻ ông chén hết. Đấy, sức đâu mà đi một ngày cứ bình thường mà cái lúc mà không đi chợ sau đêm này là cứ bình thường là cứ một ngày là cứ được 15-20 cái. Sức đâu mà đi. Cái bà mà đang cầm cái bà Chinh Chinh này mà gặp nó thì chắc thì cho đời. Chắc thì đậu ấy. 2-3 ngày thì ấy. Mồm chưa, chân chưa. Đã đi nổi. Đến nỗi chơi cà phê nó còn sợ vãi đáy. Cháu là sang năm cháu đi. Đấy, phải thằng cháu bảo mày đấy, bảo mày bảo. Đấy, cháu cảm ơn cụ. Để cháu ra cháu. Cháu chế. Ôi, cháu ơi. Cháu ơi, cháu ơi. Ông cà phê ăn ngủ mới nói là thôi anh Hiệp, là anh Thiền, là anh Thôi.